21 ngày để dứt bỏ thói quen xấu. Dấn: làm cách nào để giúp những người đang nghiện ngập vượt qua được? Sư phụ: như là ma túy và rượu. Quý vị chỉ khuyến khích họ nếu họ muốn. Chính họ phải tự giúp họ. Nếu họ cố gắng tự giúp chính họ thì quý vị khuyến khích họ theo khả năng của mình. Khuyến khích và ủng hộ, nhưng chỉ khi nào họ muốn. Chỉ chính họ mới có thể giúp họ. Lúc đó quý vị chỉ đứng cạnh bên ủng hộ và khuyến khích. Rất khó. Nhưng nếu họ thật sự muốn bỏ một thói quen, phải mất 3 tuần. Bất cứ thói quen nào cũng có thể bỏ được sau 3 tuần. Hãy bảo họ cố giữ trong vòng 21 ngày thì sẽ được. Quý vị có thể bỏ bất cứ thói quen nào trong vòng 3 tuần. Tiếp tục kiên trì mỗi ngày cho đến ngày thứ 21. Nếu họ có thể sống sót cho đến thời gian đó, thì họ sẽ hết ghiền. Dấn: trong 21 ngày đó họ cần phải làm gì? Sư phụ: tiết chế, tránh điều gì làm cho họ nghiện ngập. Thí dụ như tránh rượu nếu họ nghiện rượu, tránh dùng những thức uống có chất rượu, dọn sạch tủ lạnh, tránh bạn nhậu. Đừng nghĩ đến quán rượu ngay cả trong giấc mơ. Đừng tới gần, đừng lai vãng gần quán rượu. Khi đi mua sắm ở bất cứ nơi nào, cứ nhắm mắt lại và đi thẳng đến chỗ muốn mua hàng. Thí dụ nếu họ muốn mua bơ thì nên mang vải che mắt lại và chỉ đi thẳng đến hàng bơ. Đừng nhìn quanh quất bởi vì sẽ có rượu bày bán khắp nơi. Và trong thời gian đó hãy thay thế rượu bằng những gì họ thích nhất sau rượu nhưng vô hại. Thí dụ nếu họ thích xem phim thì hãy xem phim thật nhiều. Và nếu thích họ có thể nhai kẹo cao su để miệng luôn bận rộn. Họ có thể uống bất cứ gì. Bất cứ khi nào họ cảm thấy muốn uống rượu, họ có thể uống sữa, sữa đậu nành hay bất cứ gì, chỉ để thay thế thôi. Nếu họ quen uống rượu từ một cái chai nào đó, họ có thể cho sữa vào chai đó và cứ tiếp tục uống, đại khái vậy. Thay thế bằng điều chi đó cũng hấp dẫn, thú vị không kém nhưng vô hại. Họ cũng có thể giữ nhiều sinh hoạt, thể thao, gặp gỡ bạn bè, những người ủng hộ mình, hay đi khám bác sĩ, thay đổi môi trường sống, hoặc là có thể đổi việc làm. Ồ, không cần, nhưng có thể thay đổi chi đó trong cách sống. Thí dụ trước giờ họ vẫn thích chơi banh cà na, nhưng chưa bao giờ có thời giờ để chơi, thì bây giờ hãy làm. Làm bất cứ điều gì để qua thời giờ trong vòng 21 ngày, rồi họ sẽ quên hết. Bạn bè rất quan trọng, nhưng chỉ những người bạn tốt thôi, tránh xa những bạn nhậu. Dĩ nhiên quý vị biết mà, hãy đi học lớp yoga hay đi bơi, tu hành cũng giúp rất nhiều. Lớp yoga hay thiền định thay thế những ước muốn thấp bằng những ước muốn cao thượng hơn, để họ cảm thấy được nâng cao, có giá trị hơn. Phần nhiều người ta uống rượu vì đã quen như vậy rồi, họ cũng cảm thấy đời sống thật chán nên cứ tiếp tục uống. Càng uống họ càng ít hoạt động. Và càng ít hoạt động họ càng chán. Vì vậy nó cứ tiếp diễn như cái dòng luẩn quẩn. Bây giờ họ phải thay thế thói quen này bằng điều gì tốt hơn? Họ phải tự suy nghĩ. Thí dụ nhớ lại ngày xưa điều gì đã khiến họ thích thú trong suốt cuộc đời họ từ khi còn bé cho đến giờ. Những sinh hoạt gì đã khiến cho họ thật vui thích? Hãy ghi xuống. Thứ nhất, những loại người nào sẽ khích lệ và mang niềm vui đến cho họ nhiều nhất khi ở gần? Hãy ghi xuống. Thứ hai, những người nào cho họ một thời gian thật dư thú, những nơi thoải mái, có kỷ niệm đẹp? Ghi xuống. Đại khái vậy. Phải bảo đảm họ có được tất cả những điều đó trong khoảng thời gian này. Rất quan trọng đối với họ. Rồi cuộc đời họ sẽ sung sướng, mãn nguyện, thú vị. Họ sẽ có đủ nghị lực và mục tiêu để tiến tới. Và cũng để quên đi những thói quen xấu. Không phải chỉ ngồi đó cố gắng tự ép mình và không có gì khác để thay thế. Như vậy họ sẽ tự giết họ. Rất khó. Nhưng nếu cứ làm cho mình luôn bận rộn, ban đêm chỉ về nhà gục xuống ngủ, thì cho dù rượu có để ngay trước mặt, họ cũng không có một giây nào để cầm lấy. Họ muốn lắm nhưng đã lăn ra ngủ như chết rồi. Ngày trước chai rượu. Hiểu chứ? Cũng tương tự như tất cả chúng ta, không phải chỉ cho những người bị nghiện.
Nếu quý vị gặp lúc khó khăn hay trải qua một giai đoạn phiền muộn bởi bất cứ điều gì, chuyện gì, có thể là thất tình, có thể là một cuộc tình vừa chấm dứt, có thể là công việc làm ăn thất bại, hay có thể bất cứ điều gì làm quý vị thất vọng, khiến quý vị đau buồn, thì hãy thay thế ngay lập tức. Hãy ngồi xuống suy nghĩ, cố nhớ về khoảng thời gian thật xa xưa, điều gì đã từng mang lại cho quý vị niềm vui, người nào đã làm cho quý vị cảm thấy sung sướng, nơi nào khiến quý vị cảm thấy thích thú nhất trong đời, hãy đi đến đó nếu được. Gặp những người có cùng sở thích và tốt cho quý vị khiến quý vị cảm thấy tự tin, thấy được yêu thương, ủng hộ, khiến quý vị cảm thấy thân thiện, gần gũi. Làm những việc mà quý vị đã từng làm hay từng muốn làm khiến quý vị cảm thấy thoải mái, hay những việc quý vị đã làm thử qua rồi và khiến cho quý vị cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hãy thực hiện chuyện đó và bận rộn với tất cả những việc lý thú, những người lý thú, những nơi lý thú. Rồi quý vị thậm chí cũng không có thời giờ nghĩ đến rượu. Phần nhiều chúng ta uống rượu hay hút thuốc bởi vì chúng ta chán, bồn chồn và lo lắng. Lý do chúng ta bồn chồn, chán nản và lo lắng là vì không được gần gũi những người mình yêu mến. Chúng ta không có những hoạt động đúng sở thích và mang niềm vui đến cho mình. Chúng ta ở những nơi khiến cho mình phiền muộn và không thích môi trường đó. Càng phiền muộn trong môi trường đó và không có bạn bè, không có những hoạt động vui thú, quý vị càng uống rượu, càng hút thuốc hay bất cứ gì. Hãy ráng chịu đựng trong giai đoạn khó khăn. Trong 21 ngày bảo đảm sẽ bỏ được bất cứ thói quen nào. 21 ngày là nhiều nhất, luôn luôn là vậy. Bất cứ thói quen nào quý vị cũng có thể bỏ sau 21 ngày. Cho nên quý vị biết vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày. Ngài chỉ muốn chắc chắn. Chúa Giêsu cũng ra sa mạc 49 ngày. Tại sao 49 ngày? 7 lần 7 hay là 7 lần 3? Quý vị nhớ Thượng Đế tạo nên thế giới trong vòng 7 ngày chứ. Ngài tạo một thế giới lộn xộn nhưng ít ra cũng là 7 ngày. Vì vậy theo cái dòng đó chúng ta cứ lặp đi lặp lại nhiều việc trong đời nếu muốn đạt được điều gì. Do đó đôi khi chúng ta có thiền bế quan 7 ngày, chúng ta có thể kéo dài lâu hơn, nhưng hiện tại là vậy. Bất cứ ai có thời giờ có thể lâu hơn 21 ngày, 49 ngày và thành Phật ngay lập tức sau 1 tháng rưỡi. Như vậy hay lắm. Trung tâm sẽ tràn ngập những vị Phật sống. Tại sao lại không? Bên Tây Tạng mấy vị Phật ở khắp phố. Tôn Khu có nghĩa là Phật sống. Họ ở khắp mọi nơi. Cho nên chúng ta tạo ra vài vị ở đây. Tôi nghĩ có vậy thôi. Tuy nhiên, có một cái bẫy. Khi quý vị đang phiền muộn hay thiếu thốn một điều gì đó, rất khó để có thể đứng dậy và đến những nơi cho quý vị niềm vui, gặp những người giúp quý vị cảm thấy được yêu thương, khích lệ hay làm những điều mang hạnh phúc đến cho quý vị. Nhưng cứ làm. Phải cố gắng thử một lần, và khi thành công quý vị sẽ cảm thấy vui là mình đã cố gắng được chứ. Hãy nói với họ như vậy, phải, cố gắng để bắt đầu, có vậy thôi. Bước đầu rất quan trọng. Một khi bắt đầu cứ tiếp tục, bởi vì quý vị sẽ được mọi niềm vui và hạnh phúc trở lại. Và rồi quý vị sẽ tiếp tục thêm. Quý vị không còn nhớ đến thói quen xấu. Quý vị có thể vẫn còn nhớ, nhưng bởi vì quý vị hoạt động suốt ngày và gặp những người lý thú, làm điều này, đi nơi đó, nói chuyện kia, đùa giỡn, gặp gỡ nhau, ăn tiệc, vui chơi, rồi quý vị sẽ không có thời giờ để suy nghĩ nhiều. Có thể quý vị vẫn suy nghĩ, nhưng sẽ ít hơn so với khi không có việc gì làm. Nếu chỉ có một công việc đáng chán, trở về một căn nhà đáng chán, không bạn bè, cô đơn và mọi thứ, như vậy quý vị sẽ chết mất thôi. Không ai có thể thoát khỏi bệnh ghiền nếu không có sự khuyến khích và không có niềm vui để thay thế. Những người khiến quý vị cảm thấy thích thú, thoải mái, những nơi đem đến cho quý vị niềm vui và sức khỏe, những hoạt động vui thú khiến quý vị cảm thấy thật sự muốn thực hiện, sở thích, bất cứ gì. 3 điều này hay thêm một vài điều khác. Vậy nhé. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 9 tháng 6 năm 2001. Luôn luôn cố gắng hết sức. Vấn.
Một người có cần phải có số mệnh mới được khai ngộ không? Sư phụ, số mệnh nằm trong tay chúng ta. Nếu cả đời chúng ta cứ nghĩ mình có số làm cái này cái kia đủ thứ, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm gì cả. Phải luôn luôn cố gắng hết sức, làm những gì chúng ta muốn làm, rồi xem số mệnh cho ta những gì. Lúc đó chúng ta mới biết. Nếu không, làm sao chúng ta biết được? Một cách khác để phóng sanh. Đôi khi có kiến ngoài nhà, chúng ta có thể để chút đường hay gạo gần ổ kiến. Đó cũng coi như là phóng sanh thú vật. Phóng sanh thú vật là bảo vệ mạng sống của họ, thả họ tự do và cho họ sống. Nếu đói họ cũng chết, cho nên cung cấp thức ăn cho họ cũng kể như phóng sanh. Đâu cần đi ra mua thú vật phóng sanh. Đôi khi chim chóc tới săn nhà mình, nếu nghèo không có nhiều để cho, thì mình để thức ăn dư bên ngoài cho họ ăn. Chúng ta có thể để những rau thừa ở một góc sân cho chuột và chim ăn. Đó cũng được xem là phóng sanh. Miễn sao mình có tình thương và lòng nhân từ khi mình làm, đó được xem như là phóng sanh. Đừng chờ đến mùng 1 hay ngày rằm mới lấy tiền đi mua chim đói, chim bệnh đã bị nhốt lồng lâu rồi. Rồi nói là phóng sinh thú vật, không phải. Việc gì làm được thì mình làm, hiểu không? Dĩ nhiên mình thả họ ra họ sẽ rất vui, nếu không cũng có thể để chút thức ăn cho chim, kiến, chuột, vân vân. Cái đó cũng tính. Còn những con thú hoang như heo rừng, đôi khi mình có thể để những miếng rau thừa, rau củ mà mình không ăn cho họ ăn. Thay vì vứt vào thùng rác, đó cũng là làm việc thiện. Dĩ nhiên mình không thể mua nhiều rau lớn, rau tốt để cho họ ăn mỗi ngày, nhưng còn hơn là không có gì. Nghệ sĩ, những thiên sứ hòa bình. Những người nghệ sĩ họ đến thế giới này là để tô điểm cho thế giới thêm tươi đẹp và hạnh phúc. Làm đẹp cho thế giới cũng là mang bầu không khí hòa bình, tươi vui đến cho mọi người, mọi vật. Người nghệ sĩ dùng tài năng thiên phú của mình để giúp cho cuộc sống thêm ý nghĩa, và nhất là xoa dịu, an ủi lòng người khi đối diện với những bất an trong cuộc sống. Cho nên mỗi lần chúng ta nghe được một bản nhạc hay, hay ngắm một bức tranh đẹp, hay là nhìn một căn phòng trang trí rất là ấm cúng, hay là nghe những bản nhạc rất là có linh hồn, xem vở kịch hay, những phim tuồng rất là cảm động, thì chúng ta cảm thấy tâm hồn được phong phú hơn, hoặc là được an ủi hơn. Có một người tôi biết hả? Cô bạn có bạn trai của cô bỏ cổ đi, cổ khóc quá trời, khóc sao cũng không hết buồn. Chị hai biểu về nhà mở nhạc nghe, nghe hoài, đừng có chấm dứt. Tại vì cổ không có tu thiền nên mình đâu có nói thiền gì được đâu. Mình biểu cô về nhà, mở đi, mở nhạc nghe những cái bài nào mà cô thích nhất. Ví dụ như của Thái Thanh hay Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Khánh Ly, Mai Hương, Lệ Thu, Lệ Thanh, Hà Thanh, tất cả rất là nhiều nghệ sĩ hồi xưa ấy mà. Những nghệ sĩ mới thì chị hai không biết nhiều nha, xin lỗi nha. Bây giờ không có rảnh nữa, chỉ biết những nghệ sĩ cũ thôi. Biểu họ về nhà cứ mở ra cái băng mà nghe tiếp tục hoài, đừng có cho nó ngừng. Nằm đó vừa khóc vừa nghe. Hai ngày sau cô hết buồn liền, thiệt như vậy đó. Chuyện này có thật. Thành ra những người nghệ sĩ họ để hết tâm hồn của họ, tại vì họ thông cảm với những đau buồn của thế gian, cho nên họ làm được những bản nhạc. Những lời ca vô cùng xúc cảm, cho nên mình nghe đó mình cảm thấy tâm hồn được an ủi, cũng như có người gần bên mà ôm ấp, mà khuyên bảo mình như vậy đó. Cứ nghe, rồi cái sự chú ý của mình để vô trong dòng nhạc. Tất cả mọi người trên thế gian đều yêu thích nghệ thuật và ca nhạc, cho nên nghe những bản nhạc nào mà mình thích và cứ để tâm hồn vô đó thì mình quên đi những cái buồn phiền ở một bên. Lâu rồi, 2-3 ngày quên rồi á, quên luôn. Tiếp tục nghe nhạc rồi quên luôn và tiếp tục sống đời bình thường. Kiếm bạn trai khác, quá trời thiếu gì bạn trai, ngồi đó mà khóc chi một ông, mệt phải không? Rồi sau đó cô đó lại cảm ơn sư phụ. Sư phụ nói rồi, ngày sau mà có bạn trai bỏ, cứ việc làm y như vậy. Hoặc thấy người nào mà khóc buồn, cứ biểu họ làm như vậy, nghe nhạc. Nhạc đưa tâm hồn mình lên những nơi khác, lên khỏi cái cảnh trầm luân đau khổ,
khỏi những bụi bặm của thế gian. Tâm hồn mình được cao lên một chút thì mình quên những đau khổ này. Thí dụ như mình cứ ngâm hoài trong cái dòng sông thì hiển nhiên nó ướt, nó lạnh. Muốn hết ướt, hết lạnh thì đi lên đi, hiểu chưa? Đi ra khỏi cái chỗ đó. Âm nhạc có thể đưa mình lên những chỗ khác, những cái thế giới khác, làm mình quên đi những sự buồn bã tạm thời. Dạ, ai cũng thích âm nhạc, cho nên người Âu Lạc cũng thích nhạc ngoại quốc, người Mỹ, người Anh, người Pháp. Nhiều khi chị hai hát những cái bài của Âu Lạc mà chị hai thích, ồ, họ cũng thích quá trời. Họ nói, ôi trời, hay quá. Sư phụ nói, anh không biết gì hết, không hiểu gì hết mà cũng hay hả? Hay là tại tôi hát rồi mẹ hát con khen hay, phải không? Tại vì đồ đệ mà. Thôi đừng nói kiểu mẹ hát con khen hay. Nhưng mà ông nói không, hay thiệt đó sư phụ, hay thiệt. Sư phụ biết họ nói thiệt. Chị hai biết có nhiều đồng tu nhiều khi nhờ họ chở giùm đó, thấy trong cái xe của họ để băng. Toàn những cái bài Âu Lạc không à. Bài Âu Lạc mà chị hai hồi đó hát mà không phải bài của chị hai không đâu. Bài mà chị hai hát của những nhạc sĩ khác, họ cũng thích quá. Chị hai mới hỏi, nhà ngươi không hiểu gì hết mà nghe mấy bản này làm cái gì? Nhạc Âu Lạc Việt Nam không hiểu thì làm sao mà nghe hoài? Họ nói hay, hay quá, cái nhạc hay quá, không cần hiểu cũng hay nữa. Cho nên đúng là âm nhạc của những người nghệ sĩ, hoặc là phim ảnh, bất cứ nghệ sĩ nào, cái tài năng của họ có thể đưa tâm hồn con người lên. Lên cao một bậc thêm và kết hợp mọi người trên thế giới. Họ cống hiến rất nhiều cho hòa bình, âm thầm mà không ai cảm ơn họ. Bữa nay chị hai thay mặt toàn thế giới cảm ơn quý vị, những sứ giả hòa bình. Nghệ sĩ làm đẹp thế gian. Các nghệ sĩ đến thế giới này thật sự là để làm đẹp cho đời bằng tình yêu thương chân thành và tài năng xuất chúng của họ. Quý vị ai cũng biết và thừa nhận là họ đem niềm vui đến cho chúng ta. Khi buồn mình nghe những ca khúc của họ, ngắm tranh của họ, đọc thơ của họ, mình thấy khuây khỏa, thăng hoa, chẳng mấy chốc buồn phiền tan biến hoặc vơi bớt phần nào. Họ làm chúng ta vui, mãn nguyện và nhìn đời một cách tươi sáng hơn, dù trong nghịch cảnh, không chỉ bằng những sáng tác nghệ thuật của họ, mà còn qua tấm lòng hiền hòa, nhân từ của họ. Mong sao tất cả mọi người trên thế giới có cơ hội được đích thân quen biết bất cứ nghệ sĩ nào, không phải chỉ qua tác phẩm của họ. Bởi vì bản thân họ là đại diện cho nghệ thuật tao nhã, nghệ thuật nhân từ, nghệ thuật tình thương. Những nghệ thuật trừu tượng này không ai có thể nắm bắt được, dù là thông qua nhiếp ảnh, qua bức vẽ, qua cây cọ, hay ngay cả bằng thi văn, ca khúc. Quý vị chỉ có thể cảm nhận được qua sự hiện diện của họ, chỉ có thể biết được bằng cảm xúc của con tim. Tôi thật sự ước mong mọi người nên hiểu thêm về nghệ sĩ để trân quý bản chất của họ. Những chúng sinh vĩ đại đã tạo ra những tuyệt tác cho chúng ta thưởng thức. Văn chương của họ, cách biểu đạt nghệ thuật của họ là niềm an ủi, xoa dịu nỗi đau, buồn phiền của chúng ta. Tưởng tượng thế giới này không có nghệ sĩ chân chính như nhạc sĩ, họa sĩ, thi sĩ, ca sĩ, văn sĩ, vũ công, nhà điêu khắc và những người tôi có thể quên không nhắc đến. Ngay cả những người trang trí nhà cửa cho quý vị, thậm chí những người làm đẹp công viên hoặc quảng trường, trên đại lộ hay trong xóm của mình. Họ là những trụ cột của lòng tốt và niềm vui, mặc dù thế giới chúng ta không phải lúc nào cũng đáp lại họ bằng lòng tốt và niềm vui. Đáng buồn thay. Mong sao trong tương lai khuynh hướng này sẽ thay đổi và mọi người sẽ tôn vinh người nghệ sĩ thật nhiều do tài năng xứng đáng và sự hiền hòa của họ. Không những nhận rõ giá trị các tác phẩm của họ mà còn lòng tốt phi thường của họ, đức tính dịu hiền cao độ và tài năng xuất chúng của họ, mang lại nụ cười cho trần thế, mang nắng ấm vào đời sống chúng ta, an ủi khi chúng ta gặp khó khăn, phiền muộn. Tất cả đều đáng được trân trọng và ủng hộ bằng bất cứ cách nào từ mỗi cá nhân nói riêng và xã hội nói chung, để họ có thể đóng góp nhiều hơn cho thế giới chúng ta và phải bảo đảm sự thoải mái về vật chất cho đời sống của họ, trong khi họ làm công việc điểm tô cho địa cầu này. Sự đóng góp của họ không nhất thiết phải là những thứ vật chất mà trong sự hiện diện của họ nơi đây, qua sự đóng góp niềm vui
và sự cao quý cho đời. Tôi có thể nói hoài, nói mãi về những nghệ sĩ. Bản thân tôi thì đầy đủ lắm rồi, không cần ai cung cấp hoặc hỗ trợ vật chất cho tôi. Nhưng nhiều nghệ sĩ hoàn cảnh của họ không được may mắn như vậy. Tôi mong mọi người sẽ hỗ trợ họ, giúp họ bằng bất cứ cách nào có thể, vì họ cống hiến cho quý vị những thứ mà ngay cả tiền bạc cũng không mua được. Cho nên thứ gì mình có, nếu như dư giả thì mình phải ủng hộ công việc của họ. Bản thân tôi luôn luôn làm vậy, mỗi khi tôi thấy người họa sĩ nào, thậm chí họ bán ngoài đường, gõ cửa nhà tôi hoặc trong nhà hàng trong lúc tôi đang dùng bữa. Nếu tôi thấy người nghệ sĩ bán tranh hay bán bất cứ tác phẩm gì, tôi luôn luôn mua dù tôi không cần. Tôi mua rồi đem làm quà cho ai đó hoặc treo ở chỗ nào đó trong nhà để vinh danh bức tranh đó. Tôi có thể nói hoài về nghệ sĩ, ca ngợi họ không dứt và yêu thương họ vô vàn. Tôi mong thế giới ưu đãi nghệ sĩ nhiều hơn, vì cá nhân tôi không thể lúc nào cũng một mình thực hiện được tất cả. Tôi chỉ có thể làm hết khả năng nhỏ bé của mình mỗi khi làm được và hết lòng kính cẩn nghiêng mình trước những vị này, cầu nguyện cho họ được may mắn, hạnh phúc và an lành. Bản thân tôi cảm thấy thật diễm phúc quen biết nhiều người thánh thiện này, dù đích thân tôi không biết họ, nhưng trong lòng tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể câu thông với họ, tâm liền tâm. Tôi hiểu họ, tôi biết cảm nhận của họ thế nào. Tôi cảm thấy họ thương mến tôi và tôi luôn luôn thương họ, bởi vì chúng tôi câu thông với nhau bằng tình thương, qua niềm đam mê nghệ thuật dưới những hình thức khác nhau, từ gốc bể, chân trời. Tôi nghĩ thế giới nên khích lệ nghệ sĩ nhiều hơn bằng những cách khác nhau, nên nhận biết giá trị công việc của họ nhiều hơn, tuyên dương họ, quý mến họ hơn nữa, ủng hộ và kính trọng họ hơn bằng mọi cách, mọi phương tiện, mọi khía cạnh, và nhất là đừng đợi đến khi họ lìa đời trong đau khổ, rồi đem bán những tác phẩm rung động tâm hồn đó để mà lấy hàng triệu đô la, trong khi bản thân người nghệ sĩ phải vất vả với cuộc sống nghèo khó khi họ còn sống với chúng ta. Tôi mong điều này sẽ thay đổi. Người nghệ sĩ đáng được vinh danh nhiều hơn khi họ còn sống, được ủng hộ nhiều hơn trong lúc họ cần khi họ còn sống ở địa cầu này. Đây không phải chỉ nói về nghệ sĩ. Những gì tôi nói đây không phải chỉ về nghệ sĩ. Nếu chúng ta ủng hộ nghệ sĩ hay là khích lệ nghệ sĩ, không phải chỉ là về nghệ sĩ đó hoặc cho nghệ sĩ đó, mà là cho chính mình. Thế giới chúng ta nên tập thương yêu nhau hơn. Và ban trải tình thương không phải chỉ có cho gia đình, bạn bè, mà cho tất cả muôn loài trên địa cầu. Tất cả những nghệ sĩ chân chính là hiện thân của tình thương. Họ hiện diện nơi đây để ban tặng sự sống, để mang lại nụ cười rạng rỡ trên biết bao khuôn mặt. Chúng ta phải yêu mến họ, chúng ta phải vinh danh họ, chúng ta phải giúp họ bằng bất cứ cách nào có thể. Giúp ở đây không phải là đến giúp họ, ý tôi là hỗ trợ họ một chút. Thật ra họ không cần sự giúp đỡ của chúng ta. Bất cứ gì chúng ta có thể kêu bằng giúp họ thì đó chỉ là góp phần để bày tỏ lòng tri ân đối với những gì họ cống hiến cho thế giới. Bởi vì những gì họ cống hiến còn hơn cả giá trị vật chất. Chúng ta không thể mua nghệ thuật của họ. Thật ra chúng ta không thể trả tiền cho những gì mà người nghệ sĩ sáng tạo khi họ đang ở trong cảm ứng thần kỳ. Chúng ta chỉ có thể đóng góp chút ít để bày tỏ lòng tri ân, tình thân ái giữa người với người. Không thể nói là giúp đỡ. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình.